Xin chào tất cả các bạn. Chị gặp lại các em trong buổi học tổng kết của khóa học mùa thu buổi trưa ngày hôm nay. Hiện tại thì ở khu vực của chị đang bị ảnh hưởng bởi bão, thế nên là việc phát trực tiếp không thể được trôi chảy, cũng như là sẽ bị những cái ảnh hưởng về mặt âm thanh cũng như là đường truyền kết nối mạng nữa. Chị rất mong là không phát trực tiếp được vào buổi sáng ngày hôm nay thì bây giờ các bạn có thể vào học cùng với chị nhé. Được không các em ơi? Ở khu vực của chị thì đang bị ảnh hưởng bởi bão, thế nên là buổi tối ngày hôm qua chị cũng không thể phát trực tiếp được, sáng hôm nay cũng không được, thế nên là buổi trưa ngày hôm nay các bạn cố gắng sắp xếp thời gian vào học cùng với chị được không nào? Các em có bị ồn quá không? Các bạn có nghe rõ chị nói không nào? Rồi, xin chào các bạn. Xin chào Dương Quỳnh, xin chào Thư, xin chào Như Quỳnh. Nhiều bạn cùng tên với chị quá. Ok. Rồi, hiện tại thì hai nick của chị đều đang bị khóa phát trực tiếp, thế nên là hôm nay chị sử dụng nick của một chị khác ở trong team học văn chị Hiên để phát trực tiếp cùng với các bạn. Trong buổi học hôm nay, chúng ta sẽ cùng với nhau tổng kết những nội dung đã học ở trong khóa học mùa thu, là một khóa học rất đặc biệt và miễn phí dành cho tất cả các bạn 2K7, tập trung về chuyên đề về các văn bản nhật dụng. Đó, được không nào? Vậy thì trong 5 buổi vừa rồi chúng ta đã học cùng với nhau những gì đây? Ở đây đã có những bạn theo dõi xuyên suốt cả 5 buổi này, cũng có những bạn là chúng mình bỏ lỡ một số buổi học, đúng không? Thì chị có hứa với các bạn là đối với tất cả những ai mà chúng ta điểm danh đầy đủ trong các buổi học thì các bạn chỉ cần nhắn tin về cho chị là các bạn sẽ nhận được những phần quà. Thứ nhất là phần link để chúng ta xem lại, xem đi xem lại được những buổi phát trực tiếp vừa rồi của chị này. Thứ hai là về bộ tài liệu sơ đồ tư duy của các văn bản nhật dụng này, được không? Ok chưa? Nhá. Đó, thế nên là đối với tất cả các bạn tham gia đầy đủ thì chị rất mong có thể gửi cái phần quà đấy đến với các bạn. Chúng mình đã vào đầy đủ chưa nhở? Rồi các em ơi, ở trong buổi tổng kết ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau nhìn lại những phần kiến thức mình đã học, cùng với đó là tổng kết lại, chốt lại những kinh nghiệm viết nghị luận xã hội mà chúng ta rút ra được trong suốt 4 buổi vừa rồi nhá. Ok chưa? À rồi, ok, chị thấy Bảo Vi rồi này. Rồi, chị sẽ sắp xếp thời gian nhé để chị xem lại, bởi vì có rất là nhiều những tin nhắn ở trong kho tin nhắn của chị luôn. Chỗ em mưa to quá, chỗ chị cũng đang mưa rất là to đây. Chị chỉ sợ là bị ảnh hưởng các bạn không nghe rõ thôi. Thế nên đoạn nào mà chúng ta bị ồn quá thì các bạn nhớ nhắc chị để chị nói lại nhé. Ok, bây giờ đến với cả buổi tổng kết này. Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhìn lại phần kiến thức các bạn cần nhớ liên quan đến các văn bản nhật dụng. Được không nào? Chúng ta có 3 văn bản nhật dụng đã học cùng với nhau. Vậy thì trong xuyên suốt cả 3 văn bản đó có những yếu tố quan trọng nào các bạn cần chú ý cho chị? Thứ nhất là chúng ta cần nắm được hệ thống lập luận của cả 3 văn bản đó. Được không? Chúng ta cần phải nắm được hệ thống lập luận, cần phải biết được là trong văn bản này tác giả nêu ra luận đề là gì, những luận điểm ra sao, rồi luận cứ và dẫn chứng mà tác giả sử dụng là gì. Và cách tốt nhất để chúng ta học được cái này chính là sử dụng sơ đồ tư duy. Đúng chưa? Nhá, chính là sử dụng sơ đồ tư duy để thấy được là giống như là một cái cây ấy. Vậy để mà nó có được một cái phần má diễn đạt này, có được hệ thống lập luận chặt chẽ và dẫn chứng thuyết phục thì chúng ta sẽ vẽ ra được cái cây đấy như thế nào, đúng không nào? Đi từ gốc là vấn đề chính này, sau đó các nhánh, các cành ra làm sao đấy. Và các bạn cũng đã được thực hành thông qua thử thách đầu tiên là chúng ta vẽ sơ đồ tư duy cho một đề bài cụ thể, đúng không nào các bạn? Vậy tại sao chúng ta cần phải đọc thật kỹ và nắm được cái hệ thống lập luận của các văn bản nhật dụng này? Bởi vì đây là một cái kỹ năng không những là sử dụng trong quá trình các em học văn đâu, mà còn là kỹ năng trong việc mà chúng ta giao tiếp hàng ngày nữa. Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều những mối quan hệ và có rất rất nhiều những hoàn cảnh cụ thể để chúng mình đặt mình vào đó và cần phải nêu ra quan điểm của cá nhân. Vậy tại sao chúng ta không thông qua phần này để chúng ta rèn luyện cho cái cách mà mình nêu ra quan điểm cá nhân? Nó không phải là chỉ trong những cuộc thi kiểu như tranh biện đâu, mà các bạn thậm chí là chỉ là trong những cuộc nói chuyện hàng ngày với thầy cô, với bạn bè, với bố mẹ, với mọi người thân trong gia đình, đúng không? Ví dụ như là bây giờ bố mẹ của chúng mình cho rằng là chỉ cần học
trong sách giáo khoa thôi là ok. Đấy, chỉ cần học trong sách giáo khoa, những kiến thức trong sách giáo khoa là ok. Tuy nhiên quan điểm của em thì lại là cần phải có thêm những cuốn sách tham khảo này, cần có thêm tài liệu của khóa học, cần có thêm tài liệu để mà chúng ta rèn luyện thêm, đúng không? Đấy, thế thì làm thế nào để chúng ta thuyết phục bố mẹ tin vào quan điểm của mình? Đó cũng là một trong những hoàn cảnh mà các bạn cần phải có được hệ thống luận điểm này, lập luận này, dẫn chứng thì mới có thể thuyết phục được người khác. Đó, đúng không nào? Thế nên đây sẽ là phần rất là quan trọng để chúng ta hiểu được là các tác giả lớn này, hay là các tác giả mà họ chinh phục được trái tim bạn đọc, họ chinh phục được, họ thuyết phục được bạn đọc, thì họ đã sử dụng hệ thống luận điểm như thế nào, dẫn chứng ra làm sao, có điều gì hay, có điều gì đặc sắc để ta học hỏi hay không, các bạn nhá, được không? Thì phần này trong suốt cả 4 buổi vừa rồi với 3 văn bản thì chúng ta đã học cùng với nhau, đã nắm được rồi, đúng không? Tiếp tục này, trong 4 buổi vừa rồi và đặc biệt là liên quan đến các văn bản Nhật dụng, chúng ta còn chị còn nêu ra cho các bạn những cái điểm đáng chú ý mà nếu như mà bạn nào đã viết được lại thì đã có một những cái bí kíp rất là hay khi viết nghị luận xã hội này, đó chính là về đặc sắc nghệ thuật của các văn bản. Được không? Nhá, đó chính là về nghệ thuật của các văn bản. Đó là những nét đặc sắc trong việc mà tác giả đưa ra góc nhìn của mình này, trong cái quan điểm này, trong ngôn từ mà tác giả sử dụng, hay là trong việc tác giả sử dụng hình ảnh, số liệu, cách tiếp cận hay là ý tưởng, vân vân. Ví dụ như là trong phong cách Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng đã thấy là cách mà tác giả Lê Anh Trà đưa ra gì ạ? À, đưa ra những dẫn chứng về cuộc sống giản dị của Bác là sự kết hợp giữa nghị luận và thuyết minh, đúng không? Đưa ra những thông tin, đưa ra những cái dẫn chứng rất là cụ thể này. Đó, ok chưa? Hay là một văn bản khác như là Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của Marquez, thì nghệ thuật chúng ta thấy ở đây là việc tác giả sử dụng cách diễn đạt có hình ảnh, đúng không? Cách diễn đạt có hình ảnh như là từ việc mà đưa ra những số liệu cụ thể này, đưa ra cái hình ảnh so sánh này, đúng không? Khi mà một bên thì tác giả nêu ra về số lượng vũ khí hạt nhân đang tồn tại ở trên trái đất này, một bên thì tác giả đưa ra cái sự so sánh là mỗi người đang ngồi trên bao nhiêu tấn thuốc nổ đấy. Đấy, đúng không? Đấy chính là cách mà tác giả nói hình ảnh để chúng ta hình dung ra được cái mức độ nghiêm trọng của vũ khí hạt nhân đang ảnh hưởng đến cuộc sống này, đúng chưa? Hay là việc mà tác giả ở phần cuối, tác giả đưa ra cái ý tưởng là xây dựng một nhà băng ký ức. Đấy cũng là những nét đặc sắc nghệ thuật rất là hay mà chúng ta đã cùng với nhau rút ra xuyên suốt cả 4 buổi vừa rồi để cùng với nhau học hỏi, để cùng với nhau học tập những cách diễn đạt đó. Chị cũng đã đưa ra một cái phần hướng dẫn, một phần ví dụ để các bạn áp dụng cách diễn đạt có hình ảnh vào trong một đề bài cụ thể, đúng không? Ví dụ của chị đó chính là trong đề bài mà chúng ta nêu ra vai trò của hòa bình chẳng hạn. Đó, đấy, thế thì chúng ta có thể diễn đạt một cách có hình ảnh, đó chính là gì? À, nếu như ví cuộc sống hòa bình là một bức tranh thì mỗi người đều có thể trở thành một màu sắc tươi sáng ở trong bức tranh đó nếu như chúng ta biết thực sự quý trọng cái cuộc sống mà mình đang có, đúng không? Đấy, ví dụ như vậy. Và tất cả các em đều có thể diễn đạt được như thế, xuất phát từ việc ta rút ra được đặc sắc nghệ thuật của các văn bản đã cùng với nhau học tập nhá. Các bạn ơi, hình dung ra không? Các em ơi, hình dung ra chưa? Đấy, ok chưa nào? Các em hình dung ra điều đó chưa? Hay là một nét đặc sắc khác của văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình mà chúng ta thấy được là tác giả viết đều là những cái điều rất cụ thể. Mặc dù vấn đề tác giả đề cập đến là một vấn đề mang tầm thế giới đấy, đúng không nào? Mang tầm thế giới và tất cả mọi chính phủ, mọi quốc gia thì đều phải chú trọng đến vấn đề đó. Thế nhưng nếu như bình thường những vấn đề mang tính vĩ mô như vậy ấy, đó, được không? Những vấn đề mang tính vĩ mô như vậy thì thường nó sẽ rất là khô khan. Người ta nói đến nó mang tính khẩu hiệu nhiều hơn, nó khó có sự thiết thực. Nhưng tác giả Marquez đã hoàn toàn xóa bỏ điều đó. Một tác giả có giải Nobel văn học đã đem đến cho chúng ta những phần lập luận rất là đặc sắc và đặc biệt rất cụ thể. Ai đọc cũng đủ hiểu được cái tầm nghiêm trọng của vũ khí hạt nhân. Đó, đúng không nào? Để chúng ta thấy được rằng là mặc dù cuộc sống của chúng ta không tiếp xúc trực tiếp với vũ khí hạt nhân, nhưng chúng ta đang ngày ngày bị đe dọa bởi sự ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí là cuộc sống trên thế giới này sẽ bị xóa sổ nếu như các nước vẫn tiếp tục chạy đua vũ trang, vân vân, đúng không nào các bạn ơi? Đấy, ok chưa? Nhớ, thế nên rằng là phần nghệ thuật của các văn bản Nhật dụng cũng rất rất quan trọng. Đó, nên các bạn cố gắng, nếu như bạn nào mà theo dõi đầy đủ các buổi thì sau khi chị gửi link để các em xem lại, các em cũng hãy tập trung vào những phần nghệ thuật mà chị rút ra cho các bạn nhé.
được không? Để chúng ta học tập từ đó, để chúng ta thấy được là chúng ta vẫn có thể viết nghị luận xã hội dựa trên những kinh nghiệm rút ra từ chính những văn bản mà mình được học. Được không nào? Ok nhá. Và phần cuối cùng cũng rất là đặc sắc khi chúng ta học về các văn bản nhật dụng mà các bạn cần chú ý cho chị, đó chính là sự kết nối. Kết nối ở đây là kết nối giữa văn bản nhật dụng với những vấn đề thực tiễn, với những vấn đề đời sống để mà chúng ta viết nghị luận xã hội. Đúng không nào? Ví dụ như là văn bản phong cách Hồ Chí Minh thì chúng ta rút ra về suy nghĩ về lối sống giản dị này, về lối sống của thế hệ trẻ ngày nay này, hay là về về việc mà về những cái lối sống mới trong cuộc sống hiện đại này, vân vân, rất là nhiều những vấn đề nghị luận xã hội mà ta có thể kết nối được từ văn bản nhật dụng với cả đời sống hiện tại. Đúng không nào các em? Nhớ. Hay là đấu tranh cho một thế giới hòa bình thì chúng ta rút ra được cái gì nhở? Rút ra được những suy nghĩ về vai trò của hòa bình này, về thái độ sống của con người đối với nền độc lập hòa bình mà con người ta đang được hưởng này, vân vân. Đấy, ok chưa? Nhớ. Và đây là phần mà các bạn quan tâm nhất, đúng không? Bởi vì là chúng ta trên lớp nhận được khá là nhiều những bài tập với dạng này. Đó, nên là bởi vì các bạn hỏi chị rất là nhiều về bạn này, thế nên là khóa học mùa thu này mới được mở ra. Vậy nên là đối với những vấn đề liên kết với các văn bản nhật dụng, các em còn gì băn khoăn không? Hôm nay chị cũng sẽ giải đáp luôn với chúng mình này. Sao vậy? Chị ơi, nhiệm vụ ngày hôm qua nộp ở đâu ạ? Chị có đăng một bài đấy, chị có đăng một chiếc video ở trong nhóm của mình đấy. Chị đăng bằng nick Nguyễn Hải Quỳnh, được không? Các em có thể xem ở trong đó. Thì tại bài đăng có video đó thì các bạn nộp luôn cái phần thử thách số 2 ở trong bài đăng đấy giúp cho chị nhá. Được không nào? Bài cái thử thách số 2 mà các bạn sau khi hoàn thành, các em nộp luôn tại bài đăng của chị vừa mới đăng buổi sáng ngày hôm nay thôi. Ok chưa? Các bạn có theo dõi được không? Hay là mạng lại bị trục trặc rồi nhở? Khổ, mưa bão. Gửi phần điểm danh qua đâu ạ? Thì trước tiên là các bạn tập trung vào nội dung này trước giúp chị, sau đó chị sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để chúng ta được nhận phần tài liệu tặng này và được nhận link video để chúng mình xem lại thường xuyên nhá. Xem được đúng không nào? Ok, đó chị đã nói rồi. Ở đây chúng ta tập trung phần kiến thức trước, sau đó chị sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể. Ok chưa nào? Đó, vậy thì chị đang đặt ra câu hỏi cho chúng mình là đối với những vấn đề mà kết nối với ba văn bản nhật dụng trong kỳ 1 mà chúng ta được học, các em có vấn đề nào còn băn khoăn không? Có vấn đề nào mà khiến cho các bạn suy nghĩ mãi vẫn chưa ra không? Chị có thể đưa ra một số những gợi ý cho chúng mình. Các em còn vấn đề nào còn thắc mắc không? Các bạn ơi, các em còn vấn đề nào thắc mắc không? Liên quan đến sự kết nối, tức nghĩa là những cái vấn đề nghị luận xã hội mà chúng ta rút ra từ ba văn bản nhật dụng trong kỳ 1 được học ấy, thì có vấn đề nào mà khiến cho các bạn khó khăn không? Chị có nguồn nào sưu tầm các dẫn chứng nghị luận xã hội không ạ? Về các dẫn chứng nghị luận xã hội thì chúng ta sẽ lấy cái nguồn từ chính đời sống hàng ngày của mình thôi. Nhưng để mà đảm bảo được chất lượng của dẫn chứng thì các bạn cần phải theo dõi. Chúng ta sử dụng mạng xã hội này là không phải là chỉ để giải trí, đúng không? Chúng ta có thể học tập được rất là nhiều ở trên mạng xã hội. Ví dụ như là trên kênh Facebook này hay là TikTok này, các bạn đều có thể theo dõi những cái kênh thông tin chất lượng, ví dụ như là VTV24. Đúng không? Hay là những người nổi tiếng ấy, thì họ đem đến cho chúng ta những câu chuyện rất là thiết thực và đặc biệt là nó chính xác. Đấy, nó chính xác để mà chúng ta có thể sử dụng những cái dẫn chứng người thật việc thật đó vào trong bài văn nghị luận xã hội của mình. Có rất là nhiều những nguồn thông tin cũng như là có rất là nhiều những nguồn để chúng ta khai thác những dẫn chứng nghị luận xã hội. Quan trọng là ấy, các bạn có nhận ra điều đó hay không để mà chúng mình lưu lại. Ví dụ như là những đợt tặng tài liệu về dẫn chứng ở trên kênh Học Văn Chị Hiên Học Cơ Sở chẳng hạn, các bạn hãy lưu lại vào một vị trí nào mà khi cần chúng ta tìm lại luôn, chứ chúng ta đừng chỉ nhận về xong rồi chúng ta để lung tung ấy, để file lung tung vân vân, không tìm lại được thì cũng như vậy cũng là bị mất một nguồn tài liệu rồi nhá. Thứ hai là trong những cuốn sách, khi mà các bạn đọc
Các em sẽ thấy những câu chuyện hay này. Đó, ví dụ như là những cái cuốn sách giúp cho chúng ta sống một cuộc sống tích cực hơn. Đấy, sách self-help ý. Đấy, thì các bạn có thể là sử dụng những cuốn sách đó. Và trong những cuốn sách đấy, mặc dù là không phải lúc nào cũng chỉ tập trung vào những dẫn chứng nghị luận xã hội, nhưng các em có thể là gạch vào này, hoặc là dùng một cuốn sổ tay để lưu lại những cái dẫn chứng đấy. Đôi khi những dẫn chứng nghị luận xã hội nó chỉ đến với chúng ta ngay trong những khoảnh khắc hàng ngày mà ta nghe được thôi, đúng không? Ta nghe được hay là ta đọc được một câu chuyện thú vị thôi. Đấy, thế nên là nếu như nói là tìm kiếm một nguồn khai thác những dẫn chứng thì không khó. Quan trọng là các bạn khai thác như thế nào. Được không? Ok chưa? À, em có nguyên một phần toàn tài liệu của chị luôn á. Rất là khổng lồ đúng không? Rồi đấy, thế thì nhớ là mình cần lúc nào là mình sử dụng luôn, chứ đừng để lãng phí cái kho tài liệu mà mình có các em nhá. Bây giờ các bạn chị biết là chúng ta có rất là nhiều những kênh để kết nối với nhau này, để tham khảo tài liệu này. Đấy, nhưng mà chúng ta phải làm những người thực sự sở hữu và làm chủ bộ tài liệu của mình. Để khi cần thì chúng ta tìm đến là chúng ta có ngay. Đó, chứ đừng để cái tình trạng là chúng ta có tài liệu đấy, thế nhưng khi cần chúng mình lại quên mất, chúng mình lại không biết là mình có, thế xong rồi lại bị lãng phí tài liệu. Ok không? Đấy, thế thì chia sẻ thêm một chút về cách mà các bạn làm chủ bộ tài liệu của mình nhá. Trước hết là các em hãy phân loại nó ra. Các em có thể lưu lại ở trên bộ nhớ của máy tính này, hoặc là lưu lại ở trên drive của tài khoản cá nhân này. Có rất là nhiều những kho để chúng mình lưu lại. Nhưng ở trong mỗi kho đó chúng ta hãy phân loại ra nhá. Đừng để hỗn độn tất cả các tài liệu vào cùng một thư mục. Chúng mình hãy phân loại ra. Ví dụ như là thư mục này là về kiến thức nền các tác phẩm này, riêng thư mục này là về nghị luận xã hội này, thư mục này lại là về những cái kinh nghiệm khi làm bài đọc hiểu vân vân chẳng hạn. Đấy, được không? Hay thậm chí là trên Facebook khi mà chúng mình lưu vào cái mục đã lưu ấy, người ta cũng có cái phần để chúng ta tách ra thành các cái nhóm chủ đề khác nhau. Đấy, thì có phải là mỗi lần chúng ta chỉ cần tìm đúng vào chủ đề đấy thôi là chúng ta có được, thay vì việc chúng ta lục toàn bộ cái kho tài liệu của mình rất là khổng lồ, lại còn mất thời gian nữa. Các em đã bao giờ bị cái tình trạng là cần tài liệu nhưng mà ngại tìm không? Biết là mình có nhưng mà ngại, rất ngại tìm lại bởi vì là nó quá là hỗn độn không? Đấy, nên là đừng để cho mình rơi vào cái tình trạng đấy nhá. Chị có thể nói lại phần kết nối không ạ? Rồi, ở đây phần kết nối của chị là ý của chị muốn nói là từ các văn bản nhật dụng này, từ các vấn đề được nêu trong các văn bản nhật dụng thì chúng ta có thể nêu ra suy nghĩ về những vấn đề thiết thực trong đời sống hiện tại hay không. Ví dụ như là với văn bản Phong cách Hồ Chí Minh thì chúng ta có những vấn đề kết nối, ví dụ như là gì? À, suy nghĩ của anh chị về lối sống giản dị này, hay là suy nghĩ của anh chị về thái độ sống của giới trẻ ngày nay này, vân vân. Đúng không? Hay là văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình, chúng ta có thể rút ra những vấn đề nghị luận xã hội, ví dụ như là gì? Vai trò của hòa bình này. Đó, đúng không? Hay là gì nhở? À, hay là về tình đoàn kết của các dân tộc trên thế giới chẳng hạn. Đấy, ví dụ suy nghĩ về sự đoàn kết trong cuộc sống chẳng hạn. Rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng ta có thể đề cập đến. Vậy thì những vấn đề nghị luận xã hội này, nó lại liên quan đến một điều khác là kỹ năng viết nghị luận xã hội của các bạn. Đúng không? Đó. Và trong những buổi học thì chị cũng đã cùng với các em, bên cạnh việc là ôn lại kiến thức tổng hợp liên quan đến các văn bản, thì cùng với các bạn chúng ta đi làm những đề bài cụ thể. Đúng không nào? Cùng với các bạn chúng ta đi làm những đề bài cụ thể. Đó, để mà chúng ta rút ra được những cái cách làm. Và cùng với đấy là rèn luyện về nghị luận xã hội luôn. Vậy nên là nói khóa học mùa thu chỉ tập trung vào các văn bản nhật dụng thì quả thực là vẫn còn một nội dung cũng rất là quan trọng nữa mà các bạn được rèn luyện ở đây. Đó chính là kỹ năng viết nghị luận xã hội. Đúng không? Kỹ năng viết nghị luận xã hội này thì chị chia ra làm hai cái mảng kỹ năng chính mà các bạn được rèn luyện thông qua hai thử thách đấy. Thử thách đầu tiên là chúng ta rèn luyện về khả năng tạo lập hệ thống lập luận này này. Đó chính là về gì nhỉ? Chị nói là về lý lẽ. Khả năng tạo lập về hệ thống lý lẽ của chúng mình là chúng ta sử dụng sơ đồ tư duy để chúng ta tạo lập. Đúng không? Đặt ra những câu hỏi để mình trả lời những câu hỏi đó, và đồng thời những câu trả lời đấy chính là hệ thống lập luận của mình. Và kỹ năng thứ hai mà chị cùng với các bạn rèn luyện thông qua thử thách thứ hai, đó chính là kỹ năng sử dụng dẫn chứng. Đúng không nào? Là việc mà các bạn sưu tầm dựa trên một số lượng dẫn chứng đã yêu cầu, và đặc biệt là phải có hai phần là vừa trình bày
lại phải vừa phân tích được dẫn chứng, vừa nêu ra lại vừa phải phân tích được dẫn chứng. Đúng không? Chị đã hướng dẫn các bạn cái kỹ năng sử dụng dẫn chứng rất là đầy đủ và chi tiết ở trong buổi học số 4 của khóa học này, buổi học hôm thứ 7 đấy. Đúng không nào? Đấy, thì chị mong rằng là các bạn nhớ được phần này. Và trong thử thách số 2, kem nộp về cho chị cũng sẽ bao gồm đầy đủ hai yếu tố này nhá. Ok chưa? Và chúng ta có thấy là một bài văn hay là một đoạn văn nghị luận xã hội, hai phần quan trọng nhất của mình, hai phần cốt lõi nhất chính là lý lẽ và dẫn chứng, thì các bạn cũng đã được rèn luyện ở trong khóa học này rồi. Vậy là chốt lại nhá, về mặt tổng kết, về mặt kiến thức và kỹ năng các em có được rèn luyện ở trong khóa học mùa thu, thứ nhất là kiến thức nền liên quan đến các văn bản nhật dụng. Thứ hai là những kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc làm nghị luận xã hội. Đúng không? Các bạn ơi, ok chưa? Đấy nhá. Thế nên rằng đây chính là hai cái mảng kiến thức, đây chính là hai mảng kỹ năng rất là quan trọng mà chúng ta đã được rèn luyện ở trong khóa học mùa thu. Mặc dù là dung lượng hay là thời lượng của khóa học không lớn, thế nhưng đây cũng đều là những cái kinh nghiệm rất là hay mà chị muốn truyền đạt đến các bạn. Các em có hình dung ra được không nào? Đấy, thì không biết là ở đây có những bạn nào chúng ta đã theo dõi đầy đủ cả 5 buổi rồi nhở? Những bạn nào đã theo dõi đầy đủ cả 5 buổi có thể điểm danh ngay ở phần phát trực tiếp này cùng với chị được không? Để chị biết được là số lượng các bạn như thế nào. Chị chắc chắn là sẽ không lên đến 40 bạn đâu. Bởi vì đây, ngay trong buổi hôm nay là các bạn đã không biết là chúng mình bận việc gì hay là do chúng ta chưa đi học về. Thế nên là đã vắng khá là nhiều rồi đấy. Đó. À rồi. Đấy. Ok. Mong là cả 34 bạn đang học buổi hôm nay đều là những bạn mà có tham gia đầy đủ các buổi trước nữa nhá. Rồi, Phương Anh này, Thư này, Hải Đăng này, Thanh Tâm này. Rồi, các bạn đã chụp màn hình chưa đấy? Các em đã chụp màn hình buổi học hôm nay chưa? Rồi, thế thì bây giờ chị sẽ hướng dẫn các bạn các cái thao tác, các bước để chúng ta được nhận tài liệu nhá. Nào. Ok, rồi, đã tham gia đủ rất là nhiều đúng không? Chị ơi, làm sao để rèn luyện ý văn ạ? Ý văn hay hơn. Ở đây nhá, ở đây chị nghĩ rằng là câu hỏi của bạn thì đang tập trung vào phần lý lẽ này, đúng không? Để có được những cái ý thật là hay trong nghị luận xã hội. Thế thì trong phần rèn luyện và hướng dẫn các em, chị đã nêu ở đấy, một trong những cái bí kíp để chúng ta làm cái phần lý lẽ này, thiết lập hệ thống lý lẽ làm sao cho thật là rõ ràng, mạch lạc và lại có những cái điểm góc nhìn mới và đi sâu nữa, là chúng ta hãy sử dụng việc đặt câu hỏi. Khi các em đã đặt được những cái câu hỏi, từ những câu hỏi mang tính chung cho đến những câu hỏi mang tính chi tiết, là các bạn đã có được hệ thống lý lẽ đi từ những luận điểm chính cho đến những luận cứ nhỏ, vân vân. Đấy là điều đầu tiên. Thứ hai là chúng ta hãy đặt mình vào vai của người đọc cái văn bản mà chúng mình đang viết ý. Đọc cái đoạn văn, đọc cái bài văn mà chúng mình đang viết, thì liệu rằng người đọc họ có băn khoăn về điều gì hay không? Ví dụ nhá, ví dụ chúng ta bàn về lối sống giản dị. Chúng ta luôn quan trọng và chúng ta luôn nhấn mạnh về vai trò của lối sống giản dị. Tức nghĩa là ta nhìn nhận lối sống giản dị đấy ở một khía cạnh tích cực. Đúng không? Là chúng ta khuyên tất cả mọi người hãy sống một lối sống giản dị, không xa hoa, không chạy theo những cái lối sống vật chất. Đúng không? Đấy. Thế bây giờ, nếu như chúng ta là người đọc đó, thì liệu rằng chúng ta có băn khoăn về cái việc là Nếu như tất cả mọi người đều sống theo một lối sống giản dị thì chẳng lẽ rằng là trên thế giới này sẽ không còn sự tồn tại của các thương hiệu xa hoa, không còn sự tồn tại của những cái thương hiệu về thời trang này, về trang sức này, về tất cả các cái mặt hàng, đúng không? Em có thấy là tất cả các mặt hàng đều có những thương hiệu mà đều có những phân khúc giá khác nhau không? Đó, có những phân khúc giá rất là cao, đó, rất là sang trọng này, đó. Thế thì liệu rằng nếu như ai cũng sống lối sống giản dị thì chẳng lẽ là tất cả đều bị xóa sổ à? Tất cả những cái thương hiệu và tất cả cái phân khúc giá ở mức cao như thế đều xóa sổ à? Bởi vì chúng ta đưa ra cái lý lẽ là lối sống giản dị là không chạy theo những giá trị vật chất. Đấy, đúng không? Thế khi đặt ra cái câu hỏi như vậy rồi, chúng ta lại có ngay cái phần lật lại. Lối sống giản dị không nên được nhìn nhận ở góc độ là lúc nào cũng tằn tiện, lúc nào cũng tiết kiệm. Mà ở đây, lối sống giản dị là một lối sống mà chúng ta sống làm sao cho phù hợp với thu nhập cá nhân mình này, phù hợp với hoàn cảnh của cá nhân mình. Đúng chưa? Ví dụ như là một người mà chúng ta
chỉ làm những cái công việc đơn giản hàng ngày chẳng hạn, đó đúng không? Hay là chúng ta đang là học sinh đi, thì chúng ta không nên chạy chạy theo hay là đua đòi với những cái phong cách mà tốn rất là nhiều tiền. Thế nhưng khi mà chúng ta đã tự chủ về tài chính rồi, hay là đối với những người mà họ làm cái công việc trong ngành thời trang, thì họ rất cần có những cái phong cách ăn mặc thật là mới mẻ này, họ rất cần những cái phong cách ăn mặc thời thượng này, thì khi đó chẳng phải là họ vẫn đang sống theo đúng cái mức thu nhập của mình, chẳng phải là họ đang sống theo đúng cái nhu cầu cá nhân của mình hay sao? Thế chẳng lẽ những người đó thì lại đáng phê phán, đúng không? Đấy, thế nên là để giúp cho hệ thống lý lẽ và cũng như là giúp cho cái phần mà chúng ta thiết lập các ý trong nghị luận xã hội được đặc sắc hơn này, được sâu hơn này, thì các bạn hãy sử dụng những câu hỏi nhé. Hãy biết đặt ra cho mình những câu hỏi. Đấy, thế làm thế nào để tự đặt ra các câu hỏi? Hãy đóng vai, hãy nhập vai và hãy tự coi mình là người đọc cái bài viết mà mình đang viết. Để xem là nếu như mình là người đọc thì mình sẽ có những cái thắc mắc nào hay không. Đấy, và lại tiếp tục giải đáp những thắc mắc đó là khi mà các bạn sẽ giúp cho bài viết của mình được nhìn nhận một cách toàn diện này, vấn đề được lật đi lật lại này. Đấy, ok chưa? Ồ, chết rồi, bị mờ mất rồi. Đây, rồi, ok. Đó nhá. Cô ơi, chỉ em cách làm phân tích một khổ thơ đi ạ. Ở đây, bạn Long hay là có những bạn khác ở trong khóa học của chúng mình hiện tại, thì trước tiên là chị muốn nhắc lại là trong khóa học mùa thu là chúng ta sẽ tập trung vào các văn bản nhật dụng và tập trung nhiều hơn đến mảng nghị luận xã hội. Còn đối với phần nghị luận văn học, các bạn có thể tham khảo ở tài liệu ở trên kênh fanpage Học Văn Chị Yêu Cơ Sở này. Có thể nhắn tin về cho chị thông qua kênh fanpage này, được không? Hoặc là các em có thể tham khảo ngay khóa học VIP 2. Bởi vì trong khóa học VIP 2 thì chúng ta không những được học về nghị luận xã hội, mà phần rất là quan trọng là nghị luận văn học chúng mình cũng sẽ được học. Tức nghĩa là phần phân tích khổ thơ này, hay là phân tích các văn bản văn xuôi, vân vân. Đó, được không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mà chị hướng dẫn các bạn từng bước để được nhận tài liệu ở trong khóa học này. Thứ nhất này. Ô, sao hôm nay cam hay bị mờ đấy nhở? Rồi, ok chưa? Rồi, bây giờ đến với các bước để các bạn được nhận tài liệu. Ở đây các bước để chúng mình được nhận tài liệu này, trước tiên là chúng ta cần phải tham gia đầy đủ và điểm danh đầy đủ trong các buổi học. Bằng cách là các bạn phải chụp màn hình. Khi mà chúng ta tham gia phần phát trực tiếp, được không? Đấy, ok chưa? Thứ hai là chúng ta thực hiện đầy đủ 2 thử thách. Và ở mỗi phần mà chúng ta nộp bài thử thách, chúng ta cũng chụp lại giúp cho chị. Ok chưa nào? Rồi, thế thì bây giờ khi mà chúng ta đã làm đầy đủ các cái thao tác này rồi, các bạn hãy nhắn tin về cho chị này. Nhắn tin về, không nhắn tin vào nick cá nhân nhá. Chúng ta hãy thống nhất là nhắn tin về kênh fanpage giúp cho chị. Đó, được chưa? Để mà chúng mình được nhận. Đối với các bạn mà thực hiện đầy đủ những thao tác này thì chúng ta sẽ được nhận những bộ tài liệu như sau, quà tặng. Thứ nhất, đó là bộ sơ đồ tư duy về 3 văn bản nhật dụng kỳ 1. Thứ hai, đó chính là link để mà chúng mình xem lại video, xem lại khóa học. Và thứ ba là bộ dẫn chứng nghị luận xã hội. Ok chưa? Đó. À, thử thách hôm qua mà chị đăng ý, thì các bạn nộp ở đâu? Các em hãy nộp ngay ở trong phần video mà chị đăng ở trong khóa học của chúng mình ngay buổi sáng hôm nay thôi. Đây, chị mở cho chúng mình xem nhé. Chúng mình sẽ nộp tại đây giúp cho chị. Thời gian chốt sẽ là 20 giờ tối nay nhé. Đây, cái thử thách này này, 20 giờ tối nay là chị sẽ chốt. Ok chưa? Đây, để chị mở cho chúng mình xem nhé. Các bạn sẽ nộp bài thử thách 2 tại đây giúp cho chị. Đây,
Các em ơi, các em có thấy bài đăng này của chị không? Nhá, các bạn sẽ nộp bài thử thách 2 tại đây cho chị. Đó, ok chưa? Đây đã có rất nhiều các bạn nộp rồi đây này. Điểm danh thì hiện tại là những bạn nào mà không tham gia các buổi trước là đã hết cơ hội điểm danh rồi đấy. Bởi vì là chị có nhắn nhủ với chúng mình ngay trong buổi học đầu tiên, cách điểm danh của chúng ta là tham gia vào các buổi phát trực tiếp và chúng mình chụp ảnh màn hình lại. Đúng không? Nhớ. Thế nên là bây giờ đây là hiện tại có 40 bạn thì là có cơ hội cho 40 bạn thôi. Đúng không? Bởi vì là chỉ có 40 bạn trong buổi hôm nay, chỉ cần là sự tham gia đầy đủ của các bạn trong cả 5 buổi học cơ. Đúng không nào? Chị đã hướng dẫn phần đó ở trong buổi học đầu tiên rồi đấy. Ok chưa? À, fanpage của chúng mình là Học Văn Chị Hiên Trung Học Cơ Sở các em nhé. Học Văn Chị Hiên Trung Học Cơ Sở lớp 6789. Bạn nào có link ở đây, gửi ngay ở dưới phần bình luận giúp cho chị được không? Đấy, các em nhá, các em bạn nào mà có link kênh fanpage này, các em gửi ngay dưới phần bình luận giúp cho chị để những bạn nào chưa biết thì các bạn biết cách truy cập vào đó. Ok chưa? Đấy là phần đầu tiên nhá. Phần thứ hai là một phần quà đặc biệt đối với những bạn, dành cho các bạn trong khóa học mùa thu này. Đó chính là việc mà đối với các bạn trong khóa học mùa thu, nếu như mà chúng mình đăng ký khóa học VIP 2 thì chúng mình bên cạnh những quà tặng này thì các em còn được nhận thêm một cuốn sổ tay đặc biệt, là cuốn sổ tay mới ra mắt chuyên về văn bản Nhật dụng, là cuốn sổ tay mà sẽ được thêm vào trong bộ sổ tay văn học của Học Văn Chị Hiên để các bạn được học toàn diện tất cả các kiến thức trong tất cả các văn bản trong chương trình ngữ văn lớp 9 của chúng ta luôn. Chúng ta hiện tại có bộ sổ tay văn học là về các văn bản văn học, đúng không? Nhưng ở đây chúng ta sẽ có thêm, được tặng thêm cuốn sổ tay văn bản Nhật dụng để chúng mình được hoàn thiện kiến thức về các văn bản trong chương trình ngữ văn lớp 9 các bạn nhé. Đó là phần quà riêng đặc biệt cho những bạn trong khóa học mùa thu mà chúng ta tham gia, chúng ta đăng ký khóa học VIP 2. Và cái quà tặng này là dành tặng cho tất cả các bạn, ok chưa? Là việc mà chúng ta chỉ cần tham gia trong khóa học mùa thu và chúng ta đăng ký khóa học VIP 2 là được tặng cuốn sổ tay này rồi. Đó là một phần quà tri ân đối với sự quan tâm cũng như là đối với sự chăm chỉ của các em ở trong khóa học mùa thu này các bạn nhé. Được không? Thế thì liên quan đến khóa học VIP 2, nếu như bạn nào còn thắc mắc thì chúng ta có thể hình dung đây là một khóa học VIP mà, thế nên chúng ta sẽ học cùng với nhau cả năm luôn và học về tất cả các kiến thức cần thiết để mình tham gia vào kỳ thi vào 10. Thế nên nếu như bạn nào muốn tiếp tục đồng hành cùng với chị, cùng với team Học Văn Chị Hiên, các bạn có thể tham khảo khóa học VIP 2 này nhé. Khóa học VIP 2 sẽ khai giảng vào thứ tư tuần này vào ngày 13 tháng 10 và chúng mình học 2 buổi một tuần các em nhé. Được không? Ok chưa? Rồi, đấy nhá. Đấy, khóa học VIP 2 là chúng mình bắt đầu khai giảng từ ngày 13 tháng 10 và chính thức học vào tối chủ nhật tuần này. Ngày khai giảng thì trong khóa học nào cũng vậy, trong buổi khai giảng chị sẽ nói rõ cho chúng mình hiểu được về cách thức học này, về lộ trình học này, về cách thức làm bài tập này, những cái quy định của lớp học. Chúng ta có riêng một buổi để thống nhất với nhau điều đó, cũng giống như là buổi họp phụ huynh của chúng mình ở trên lớp ý. Nhưng ở đây là buổi mà chị gọi là thống nhất với các bạn. Ok chưa? Sau đó chúng mình sẽ chính thức học vào chủ nhật tuần này. Đấy, bởi vì là lịch học của chúng ta là vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần, nên là nếu như bạn nào vẫn còn đang băn khoăn hay là vẫn còn đang chưa viết tốt về phần ngữ văn, chưa chinh phục được những cái điểm số cao và chưa tìm được những người đồng hành này, hoặc là chưa có một lộ trình cụ thể, thì các bạn có thể tham khảo ngay khóa học này nhé. Về lộ trình của khóa VIP 2 thì chị cũng đã có một phần phát trực tiếp riêng ở trên kênh fanpage rồi. Các em có thể xem lại phần đó để hiểu được trong khóa học này chúng ta sẽ học những gì. À, ở đây chị cũng có luôn đấy, chị có thể trình bày cho chúng mình luôn. Đây, các bạn có thể tham khảo về lộ trình. Đó, được không? Gồm tất cả các phần nhá, từ kiến thức nền của các văn bản này, đến phương pháp nghị luận văn học này, đến phương pháp nghị luận xã hội, thực chiến nghị luận xã hội, đọc hiểu và tiếng Việt. Và đặc biệt là cuối cùng chúng ta luyện với nhau 15 đề. Chỉ có chia ra thành các giai đoạn khác nhau, từ tháng 10 cho đến tháng 6 chúng ta thi luôn. Được không nào? VIP 2 đăng ký khóa học mùa thu có được không? Có được tặng không chị? Có nhá em nhá. Được không nào? Đây, có nhá, đối với những bạn trong tham gia khóa học VIP 2, tức nghĩa là như thế này, tất cả các bạn trong khóa học mùa thu này thì đều có cơ hội được nhận quà tặng này khi mà chúng mình đăng ký khóa học VIP 2. Ok chưa?
À, học từ mấy giờ đến mấy giờ mỗi buổi? Mỗi buổi học của chúng ta kéo dài khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng 15 phút. Hơi dài một chút, thế nhưng chị nghĩ đấy là một cái dung lượng phù hợp để chúng ta học về kiến thức của các văn bản mỗi buổi luôn. Và chúng ta học từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 là một khung giờ mà nếu như bạn nào có đi học thêm thì chúng ta lúc đó cũng đã về nhà rồi, đúng không nào? Đấy, bởi vì là từ khóa học VIP 1 chị có khai thác những thông tin này, lắng nghe những phần chia sẻ của các bạn thì được biết là chúng ta học thêm chủ yếu vào cái khung giờ kiểu như là học thêm ở trên trường, sau đó thì chúng ta đi học thêm luôn ấy. Thì đến 8 giờ là các bạn bắt đầu về rồi. Thì về đến nhà chúng ta có khoảng 30 phút để nghỉ ngơi, để ăn cơm, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ vào học cùng với chị. Đấy, để chúng mình không bị kiểu như là lịch học quá là gần nhau giữa các môn học này, giữa các buổi học, giữa các ca học của chúng mình sẽ khiến cho các bạn rất là mệt mỏi. Nhưng mà chị cũng 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 không thể nào rút ngắn thời gian học được, mà chỉ có thể là dao động từ 2 tiếng cho đến 2 tiếng 15 phút, sẽ hơi dài một chút. Thế nhưng sẽ có những lúc mà chúng ta được giải lao và tâm sự cùng với nhau. Chúng ta sẽ học thông qua hình thức phát trực tiếp giống như thế này các em nhé. Và tất cả các video ở trong khóa học thì đều được lưu lại. Chỉ cần các bạn có mạng thôi, chúng ta truy cập vào trong nhóm là chúng ta đều có thể xem lại những bài học cần thiết. Và sẽ được lưu lại cho đến khi mà chúng mình thi xong. Được không nào? Cho đến khi mà các bạn thi xong cấp 3. Đấy, thì đấy là về khóa học VIP 2 các em nhé. À, giờ đó lại là giờ mà em đi học thêm nhiều nhất à? Thế thì cũng không còn khung giờ nào luôn ấy. Chúng ta không thể học vào khung giờ 5 giờ đến 7 giờ được, đúng không? Lúc đấy là các bạn chưa đi học về ở trên trường. Rồi cái khung giờ sáng sớm thì lại rất là vất vả cho các em. Đó, đúng không nào? Thì chị nghĩ rằng là chỉ còn mỗi khung giờ đấy thôi. Buổi trưa thì các bạn cũng chỉ có 1 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đấy, thế nên là việc mà các bạn bị trùng lịch học thì các em cũng vẫn có thể tham khảo, bởi vì là chị lưu lại tất cả các video và đều có hình thức điểm danh đối với những bạn xem lại. Đấy, những bạn nào trong khóa VIP 1 có bạn Nguyễn Thư này, đúng không? Có khá là nhiều các bạn trong khóa VIP 1 cũng đang theo dõi phần phát trực tiếp này. Các em có thể là chia sẻ cái cách học đối với những bạn mà bị trùng lịch, là đối với các em mà bị trùng lịch, nếu như các em xem lại ngay trong buổi hôm sau và điểm danh ở dưới phần bình luận thì vẫn được tính là một buổi học. Và nếu như có gì thắc mắc thì có thể là nhắn tin này hoặc là nhắn ở trong nhóm học của chúng ta để các chị giải đáp nhé. Chị ơi, nhận tài liệu và bộ dẫn chứng theo hình thức nào vậy ạ? Em hãy nhắn tin về cho chị thông qua kênh fanpage này nhé. Tất cả các cái bằng chứng là em đã thực hiện đầy đủ các thao tác này giúp cho chị, được không? Đây, đối với việc là chúng ta điểm danh thì chúng ta sẽ gửi cho chị 5 bức ảnh, là 5 bức ảnh chụp màn hình trong 5 buổi mà các em đã tham gia này. Rồi là hai bức ảnh là thể hiện em đã thực hiện thử thách 1 và em đã thực hiện thử thách 2. Chị chốt lại cái khung giờ mà chúng ta sẽ tổng kết về thử thách 2 là 20 giờ tối ngày hôm nay. Được không nào? Các bạn cố gắng thực hiện cho xong về phần thử thách 2 nhé, để chúng ta được nhận về tài liệu dẫn chứng này, tất cả những tài liệu này. Ok chưa? Đó, có bạn Lê Huyền VIP 1 này. Sao lại không gửi được? Không không chụp ảnh màn hình được à? Hay là như thế nào? Hay là chúng mình bỏ lỡ một buổi học đấy? Được không các bạn? Ok chưa? Như vậy là trong buổi tổng kết ngày hôm nay, đó, chị đã cùng với các bạn chúng ta nhìn lại tất cả những phần kiến thức trong 4 buổi, 5 buổi của khóa học mùa thu này. Từ buổi 1 chúng ta thống nhất với nhau về lộ trình học, về nội dung học trong khóa học này. Đến buổi số 2 là chúng ta cùng với nhau tìm hiểu về văn bản phong cách Hồ Chí Minh, và cùng với đó là một đề bài về lối sống giản dị, bàn về lối sống giản dị. Đây, được không? Đến buổi học thứ 3 là chúng ta học về văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình với những ý chính cần nhớ, và một đề bài thực chiến là về giá trị của hòa bình. Được không? Rồi đến buổi thứ 4 là chúng ta thực hành và chúng ta học về văn bản tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em. Cũng có hệ thống những cái luận điểm mà tác giả đưa ra này, những nhận xét và những kinh nghiệm chúng ta rút ra được. Rồi là phần hướng dẫn của chị về cách mà chúng ta trình bày dẫn chứng trong đoạn văn nghị luận xã hội. Được không nào? Tất cả những điều đó chúng ta đã cùng với nhau học ở trong khóa học này. Cuối cùng, chị rất là cảm ơn các bạn, gửi đến các em lời cảm ơn chân thành nhất khi
Các bạn đã nghiêm túc tham gia khóa học này, cũng đã thông cảm cho những phần gián đoạn về lịch học của chúng ta, được không? Rồi là phần mà các bạn thực hiện thử thách nữa. Tất cả những điều đó thì chị đều thấy được là sự chăm chỉ của chúng ta. Đấy, rồi là cái mong muốn của chúng ta, mong muốn chinh phục những điểm số cao trong môn văn, mong muốn có thêm được những cái kinh nghiệm viết khi mà chúng mình học môn ngữ văn. Được không nào? Đấy, ok chưa? Chị rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với team học văn chị Hiên trong những buổi vừa rồi ở trong khóa học mùa thu. Mặc dù là một khóa học rất là ngắn thôi, một khóa học ngắn hạn thôi, chỉ gồm có 5 buổi học thôi, nhưng mà chúng ta đã có dịp gặp gỡ này, chúng ta đã có dịp giao lưu và học hỏi từ nhau. Chị cũng học hỏi được từ các bạn rất là nhiều thông qua những phần các em thực hiện chiến dịch, thực hiện thử thách. Những bộ sơ đồ tư duy rất là bắt mắt này, rồi là những cái ý tưởng mới của các bạn. Rồi tới đây, trong ngày hôm nay lại được đọc thêm những dẫn chứng mà các bạn sưu tầm được nữa. Được không? Ừ, đấy, thì có những phần quà mà chị mong muốn là được gửi tới các bạn. Mong rằng là các em thực hiện được đầy đủ các thao tác để chúng ta nhận quà nhá. Ok chưa nào? À, chị có định làm khóa học nào như thế này nữa không ạ? Cái này thì chị chưa thể biết trước được và chưa thể chốt trước được cho chúng mình, bởi vì là còn do về thời gian này, về cái nhu cầu của chúng ta nữa. Tức nghĩa là các bạn hay thắc mắc về phần nào thì chị sẽ sắp xếp thời gian để tổ chức khóa học và tổ chức chiến dịch tương đương. Đấy, nhưng mà cái này thì chị không thể nào biết trước được nên là chưa dám chốt với các bạn. Các em có thể theo dõi ở trên các kênh thông tin của Văn Chị Hiên cho cơ sở để chúng ta nắm bắt những thông tin của chiến dịch nhá. Đó, những bạn nào mà chúng ta mới biết đến thì cố gắng là chúng ta theo dõi thường xuyên, bởi vì các tài liệu này hay là những thông tin của các khóa học miễn phí, các chiến dịch miễn phí cũng như là các khóa học mà chúng ta đồng hành cùng với nhau. Đấy, thì các bạn có thể theo dõi trên các kênh thông tin của Văn Chị Hiên nhé. Ừ, được không? Ok chưa? Rồi, như vậy là chúng ta đã chính thức kết thúc khóa học mùa thu. Một khóa học ngắn ngủi thôi, nhưng mà cũng đã có được những cái kỷ niệm, cũng đã có được những cái kiến thức rất là hay truyền đạt tới các bạn rồi. Chị mong rằng là có thể gặp lại các bạn ở trên các chiến dịch khác hay là các khóa học khác cùng với các em. Và đặc biệt là có thể gặp lại tất cả các bạn ở trong buổi khai giảng của khóa học VIP 2 trong ngày thứ tư tới đây nhé. Nếu như bạn nào mong muốn đồng hành cùng với team học văn chị Hiên trong cả năm học lớp 9 này, có thể tham khảo ngay khóa học VIP 2 để được nhận những quà tặng và cũng là để chúng ta xác định một lộ trình học thật là nghiêm túc trong năm lớp 9 rất quan trọng này nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các em ở trong những chiến dịch sau. Bye bye!